Vì sao chúng ta không nên vo gạo trong lòng của nồi cơm điện? Nấu cơm là một việc vô cùng quen thuộc được thực hiện hàng ngày trong mỗi gia đình người Việt của chúng ta. Nồi cơm điện thì lại là một thiết bị không thể thiếu trong căn bếp của mọi người, giúp cho việc nấu cơm diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn. Và theo như thói quen thì nhiều người sẽ cho gạo vào phần ruột nồi cơm điện rồi qua vài lần nước để mà nấu luôn. Việc này khá tiện lợi nhưng cũng có người cho rằng làm như vậy sẽ khiến cho lòng nồi cơm điện bị xước, giảm độ bền của nồi và không tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Về vấn đề này thì ở Nhật đã có một cuộc khảo sát phỏng vấn 7 hãng chuyên sản xuất về nồi cơm điện. Thì các nhà sản xuất này cho biết khi nồi cơm điện là chính hãng, chất lượng cao, chúng ta cũng có thể vo gạo trong lòng của nồi cơm điện. Tuy nhiên thì nếu như đang sử dụng lòng nồi cơm điện không bảo đảm chất lượng thì việc vo gạo trong lòng nồi sẽ làm cho lớp chống dính dễ dàng bị bong tróc ra. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà làm cho cơm có mùi kim loại, ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình của mình. Chính vì điều này, chúng ta phải hết sức cẩn thận khi vo gạo trong lòng của nồi cơm điện. Việc sử dụng nồi cơm điện chính hãng thì chất lượng cao chúng ta cũng có thể vo trong lòng nồi cơm điện. Tuy nhiên thì để đảm bảo cho độ bền của nồi, ngăn chặn việc bong tróc của lớp chống dính, việc chúng ta vo gạo ở ngoài rổ ráo ở bên ngoài được ưu tiên số 1. Việc vo gạo bằng rổ ráo riêng ở ngoài thì giúp cho chúng ta dễ dàng phát hiện và loại bỏ các hạt sạn có trong gạo. Chính vì vậy, dù là nồi có chất lượng cao hay là nồi kém chất lượng, để đảm bảo và độ bền lâu cho nồi cơm điện, chúng ta cũng nên vo gạo ở bên ngoài rồi hãy đổ vào trong lòng nồi cơm điện.